Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách xăm hình trong Photoshop. Đây là kết quả cuối cùng sau khi chúng ta xăm. Còn bây giờ, tôi và các bạn sẽ bật các file thực hành lên và chúng ta cùng nhau thao tác xăm hình trong Photoshop. Bây giờ, chúng ta chọn layer trên ở đây, tôi xóa đi. Kéo dưới này thả ở đây. Và đây là hình ban đầu của chúng ta. Bên cạnh này, chúng ta có file vật liệu đi kèm. Các thao tác cắt ghép khá đơn giản. Tôi chọn đối tượng này. Cầm đối tượng này, chúng ta chặt trái, thả vào đây. Sau khi thả xong, tôi có thể nhấn phím Ctrl T trên bàn phím và giữ Shift, kéo xuống một chút. Ở đây, chúng ta cho đối tượng này vào ngay giữa phần lưng này và xoay một góc nhỏ nhỏ, mang tính hợp lý hơn. Ví dụ tôi đặt ở đây và cho qua đây một chút. Rồi, ok. Tôi Enter và kết thúc quá trình đặt vị trí. Tiếp theo, tôi qua bên này và chúng ta tiếp tục cầm đối tượng này, thả qua bên này. Với đối tượng này, tôi cũng làm điều tương tự, tôi nhấn Ctrl T, giữ Shift thu nhỏ lại, tôi sẽ chỗ vào phần tay, các bạn chuột phải vào, và bấm vào Flip Vertical, nó sẽ đối xứng bên trên, và tôi cũng xoay một góc, giữ Shift cho nhỏ lại, ok. Các bạn có thể nhấn phím lăn lát và lăn bánh xe để cho đối tượng chúng ta lớn lên, điều chỉnh cho dễ. Tôi cho nhỏ chút xíu nữa và đặt ngay vị trí giữa này. Ok, các bạn Enter để kết thúc. Với đối tượng này tôi thấy còn tương đối hơi lớn, tôi cần đến T cho nhỏ chút nữa thôi và Enter. Sau khi xong, chúng ta cùng nhau chọn đối tượng và làm cách biến dạng cho nó. Bây giờ tôi chọn đối tượng này. Các bạn muốn biến dạng và hòa lẫn vào vùng da này, chúng ta làm như sau. Các bạn vào thanh filter, chọn Liquid File. Sau khi chọn Liquid File, ở đây chúng ta chọn Show Background và chọn Backdrop. Bây giờ tôi zoom lớn đối tượng này lên và dùng bàn tay đẩy qua đây. Tôi chọn nét rất lớn và bắt đầu biến dạng đối tượng này. Có nghĩa chúng ta bóp méo hình hoa văn sao cho ôm sát cơ thể. Rồi ok, tôi bắt đầu đẩy vào đây các bạn. Các bạn đẩy nhẹ nhàng và cẩn thận sao cho hợp lý với vùng da thì thôi. Các bạn chỉnh sửa biến dạng một cách hết sức khéo léo và tinh tế sao cho hợp lý nhất. Đừng làm biến dạng đối tượng chúng ta quá nhiều. Có thể chúng ta cần tăng giảm cái nét brush sao cho hợp lý để trong quá trình chúng ta biến đổi nó dễ dàng hơn. Tôi giảm nhẹ nét này. Và kéo vị trí này quay trở ra. Cho hợp lý hơn. Và những vị trí này tôi đẩy dần vào. Các bạn lưu ý chúng ta đẩy những đối tượng này phải bám theo vùng cơ của cơ thể. Nếu mà nét chúng ta quá nhỏ thế này, chúng ta có thể cần chân rát lại. Và tăng đối tượng này lớn lên để tác động vào vùng. Để chúng ta tác động vùng lớn một lần cho dễ dàng. Ví dụ tôi ép nó vào và giảm nét đi. Những phần nhỏ này chúng ta cứ đẩy vào thôi. Và hiệu chỉnh những đối tượng này cho hợp lý một chút. Bám sát cơ thể. Tôi thấy đối tượng chúng ta cũng tương đối hoàn thiện rồi. Ở đây tôi đẩy vào vị trí cho hợp lý nữa mà thôi. Sau khi đẩy xong, các bạn nhấn OK trên bàn phím này. Hoặc là bấm biểu tượng này. Thì chúng ta đã xác nhận chỉnh sửa xong. Nếu biểu tượng chúng ta đã biến dạng chạy theo phần eo và phần lưng rồi. Công việc tiếp theo, tôi tiếp tục biến dạng đối tượng này. Chọn đối tượng và vào filter. Và chọn Liquid File. Chúng ta tiếp tục làm công việc tiếp theo. Cũng zoom lớn đây. Bây giờ chúng ta cũng biến dạng tương tự mà thôi, cái này thì dễ dàng hơn một chút. Chúng ta cho hiện phần backdrop và kéo đối tượng này xuống một chút, sau đó mình đẩy vào. Và khéo léo đẩy đối tượng này sát vùng da cho hợp lý nhất. Rất dễ dàng phải không các bạn? Và chú ý phần cơ ở bên này. Các bạn đẩy khéo léo làm sao cho nó lượn theo phần cơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đồng ý và kết thúc phần chỉnh sửa đối tượng này tại đây. Như bạn thấy là đối tượng chúng ta hoàn toàn bám sát phần da rồi.
Và video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trộn kênh và tạo hiệu ứng sao cho phần da của đối tượng và phần này hòa nhập với nhau.